Ngoài anh xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà siêu phẩm biệt thự mini thu nhỏ với căn nhà diện tích 76 m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng có sân cổng riêng. Cụm dự án này 3 căn đã bán 2 và còn 1 căn thưa quý vị, với thiết kế của ngôi nhà rất đẹp và hiện đại. Đây là phần sân cổng riêng của ngôi nhà diện tích 76 m², cho nên thiết kế rất là thoáng rộng. Trước sau hướng cửa chính của ngôi nhà là hướng tây bắc, mặt sau thoáng là hướng đông nam, cho nên khi mà mở cửa vô cùng là thoáng mát. Căn nhà đã được hoàn thiện xong hết theo đúng như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, giá bán cực kỳ là rẻ, chỉ hơn 2 tỷ thôi mà bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Phần công ánh đang đứng ở đây là phần sân riêng để quý vị có thể để xe. Cụm dự án này có 3 căn, 1, 2, 3 thì đã bán 2 con ngoài và còn 1 căn trong. Ngõ này thì không phải là ngõ thông, tuy nhiên nó không phải là căn cuối cùng bởi vì phía bên trong còn 1 căn nữa, còn 1 lô đất nữa nhưng chưa xây quý vị nhé. Đó, đây là toàn bộ phần không gian ở phần sân của ngôi nhà. Quý vị có thể để xe, rửa xe thực tế ở đây. Đó, sân thì sau này quý vị về có thể làm mái riêng của ngôi nhà, rất là thoáng, rộng, hợp lý. Đó. Đây là phần một cái phần sân khoảng không để đi vào phần phòng bếp mọi người nha. Nói chung là sẽ quay review tương đối là kỹ. Thực ra ấy, với cái căn nhà này hôm trước Ngọc Ánh đã quay review cho quý vị một lần, tuy nhiên cái lần trước đó là nhà còn đang là khá bừa bộn, chưa hoàn thiện xong hết, và Ngọc Ánh hứa rằng là khi nào mà còn thì Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị. Thì ngay tại thời điểm này căn nhà này đã hoàn thiện xong hết và còn một căn quay review cho quý vị. Ngoài sân riêng này thì chủ nhà là lát gạch màu khác hoàn toàn so với lại thiết kế cổng, nên mọi người có thể này, cổng CMC nhá, sắt mỹ thuật đấy, mọi người có thể cắt CMC rất là đẹp. Rồi là xung quanh đây là chủ nhà cũng làm sắt mỹ thuật bao quanh cho quý vị, rất là hợp lý. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể với phần mặt tiền của ngôi nhà ấy, thì căn nhà này mặt tiền toàn bộ của ngôi nhà 6,5 m, mặt hậu cũng vậy, vuông vắn, không nở hậu, không đường đâm, không thóp hậu. Tiếp và với cái căn nhà này thì không gần đình chùa miếu mà không bị lỗi phong thủy, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Cửa chính của ngôi nhà với cái phần cổng đã là thiết kế một cái cửa rồi, cho nên cửa chính chỉ thiết kế một lớp cửa như này cho quý vị thôi. Quý vị về mà muốn lắp thêm nữa thì tùy mục đích của mọi người nhé. Còn đây là phần cửa chính, thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đồng thời bên cạnh còn một cửa sổ nữa cho quý vị. Này, rất là thoáng mát. Hướng nhà là hướng Tây Bắc nhưng mà mọi người có thể nhìn thực tế là phía trước ngõ của ngôi nhà là có nhà chắn rồi, cho nên không quá nóng. Đồng thời với mặt sau là hướng Đông Nam, mở cửa ra vô cùng là hút gió. Hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị công năng sử dụng phần phòng khách, phòng bếp cho quý vị nhé. Rất là rộng phần phòng khách đây. Ngăn cách giữa phần cầu thang, phần phòng khách là một vách gỗ CNC. Đây. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, hồ sơ điện nước đều thiết kế xong hết rồi. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, giá hơn 2 tỷ 3 một chút, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mọi người hoàn toàn yên tâm rằng khi mà ngân hàng hỗ trợ cho quý vị vay thì tất nhiên pháp lý, sổ sách mọi thứ đều phải chuẩn chỉnh thì mới có thể hỗ trợ cho quý vị vay được, đúng không ạ? Đây là phần không gian phòng bếp siêu rộng, siêu thoáng. Phần phòng bếp đấy có cái cửa sổ hướng ra phần cổng đấy cho quý vị này, rất là thoáng luôn. Với cái sân này quý vị có thể để được 10 chiếc xe máy thoải mái nhá. Đó, siêu rộng, siêu thoáng. Đây là phần không gian phòng bếp, tủ bếp được thiết kế hoàn toàn cho quý vị xong hết. Gỗ MDF chống cong vênh với hai cái tông màu, rất là đẹp, à, sáng, hiện đại. Đây là phần tủ bếp của ngôi nhà. Xung quanh bếp, ốp kính ốp bếp. Đấy. Mặt bếp, ốp đá granite. Phụ kiện, lắp đặt đầy đủ chậu rửa, vòi rửa, chất liệu inox 304. Đây, cho quý vị nhé. Đầy đủ luôn ạ. Đẹp, thoáng. Gạch lát nền, thiết kế là gạch 60-60 vân đá. Khoảng không gian phòng khách, phòng bếp rất là rộng. Rồi là hệ thống trần thạch cao, đèn led lắp đặt xong hết rồi. Ở phần tầng 1 này chủ nhà có thiết kế để một cái ô ở phần cầu thang đây mọi người ạ. Sau này mọi người về mà mọi người thích thiết kế làm sao cho nó hài hòa, hoặc mọi người có thể tận dụng cái không gian này thì quý vị có thể làm thêm một cái
tủ kệ ở đây để đồ ở dưới tầng 1 này, rất là tiện. Và tầng 1 ngoài ra mọi người ơi, đây chính là phần tiếp theo, siêu thoáng ở phần mặt sau. Phần siêu thoáng này đây, quý vị có thể nhìn đấy. Cái phần đằng sau này là chủ nhà thiết kế cho quý vị để máy giặt. Mọi người nhé, máy giặt. Rồi, phòng vệ sinh ở phần tầng 1 đây ạ. Vệ sinh ở phần tầng 1 đây. Thiết kế chủ nhà ốp gạch lên trên tới tận trần. Thậm chí ở dưới tầng 1 này là có cả sen tắm, nóng lạnh luôn mọi người nhé. Bồn cầu liền khối, lavabo. Còn đây là phần để máy giặt, cũng như là ví dụ mọi người có thích thiết kế chế biến đồ tươi sống ở ngoài này thì cũng rất là ok. Đó, có mái riêng rồi, được quây rào rất là an toàn, có cửa luôn mọi người nha. Này, có cửa riêng. Đấy, ngăn cách giữa phần phòng khách, phòng bếp và đi ra. Căn nhà này thoáng trước, thoáng sau. Cho nên là em tạm thời gọi nó là biệt thự mini thu nhỏ mọi người nha. Đấy, nói chung có sao thì như thế, bởi vì với những cái diện tích 76 rồi 80 mét nó tương đối là hiếm, nó không quá nhiều ở trên kênh, cho nên là Ngọc Ánh sẽ review rất là kỹ để cho quý vị có thể ngắm nhìn. Quý vị nào mà đang có những cái ngôi nhà 76 hoặc là 80 mét, 75, 80 mét mà chưa biết thiết kế ra sao ấy, thì có thể tham khảo cái ngôi nhà này, thiết kế từ phần ở ngoài đi vào trong như thế nào. Rồi là mặt bậc của bậc cầu thang của ngôi nhà này thì thiết kế đá đen cổ trắng. Toàn bộ hệ thống cổ trụ tay vịn cầu thang thiết kế cho quý vị là gỗ. Đó, tầng 1 của anh đã review kỹ càng chi tiết đường hướng giá vị trí rồi. Mời mọi người theo em lên tiếp theo tầng 2 của ngôi nhà. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ quý vị nha. Đây, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Với căn nhà này thì ánh sáng tự nhiên siêu nhiều luôn, cửa sổ thông thoáng trước sau. Bên cạnh, phần phòng ngủ cũng rộng rãi, thoáng. Rồi là chủ nhà thiết kế sẵn ống chờ, đầu chờ, lắp bình nóng lạnh ở đây, lắp điều hòa cho quý vị rồi nhé. Với cái vị trí ngôi nhà này thuộc Đại Thành Quốc Oai, giáp với địa phận Hoài Đức và Yên Nghĩa, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần Đại học Phenica, cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Quốc Oai, Đại Thành, Hoài Đức. Hoặc là quý vị đi làm ở Hà Đông đều rất là ok, đi theo trục đường cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, phạm vi bán kính từ vị trí này mà lên tới ví dụ Láng thì nó sẽ rơi khoảng tầm 12 13 km thôi mọi người nha. Đây là phần phòng vệ sinh tầng 2 sử dụng cho hai phòng ngủ trước sau. Đây, hệ thống sen cây tắm Hàn Quốc rất là đẹp, rồi là cửa, kể cả là phần phòng vệ sinh cũng có cửa sổ mở ra hướng bên ngoài này mọi người ạ. Rồi là gạch lát, gạch ốp lên tới tới gần trần rất là sạch. Bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá. Với một ngôi nhà giá hơn 2 tỷ, diện tích rộng mà thiết kế rất là chỉn chu, đầy đủ tất cả cửa thông phòng, rồi là cửa nhà vệ sinh thiết kế cho quý vị là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó. Đây là phần phòng ngủ ở mặt đằng sau của ngôi nhà. Với phần đằng phòng ngủ phía sau đây, mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Cửa sổ thông thoáng trước, sau. Ánh sáng tự nhiên ngập tràn, tất cả các phòng ngủ cũng đều được thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao cho quý vị. Phòng ngủ vuông vắn. Đó. Cửa phòng đây. Giá bán hợp lý, sổ sách chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Với vị trí này mọi người nghe thoạt đầu ấy thì rất là xa, nhưng nếu như quý vị mà thường xuyên tham khảo kênh của nhà tốt ấy thì có rất là nhiều căn thuộc phường Yên Nghĩa, thì cái vị trí này nó xem với lại vị trí phường Yên Nghĩa mà để đi ra tới bến xe cũng như là đi làm lên trung tâm ấy mọi người ạ. Nó xem với tổ 14, 15, 16, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Và mời mời theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và thưa quý vị, trên phía tầng 3 của ngôi nhà cũng thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng trước và sau. Đó. Rộng, thoáng. Phần phơi quần áo thì để ở bên dưới rồi, cho nên là trên đây là thiết kế tổng là 4 phòng riêng. Nếu như quý vị mà có mong muốn làm phòng thờ riêng thì quý vị đặt cái phòng thờ ở phía bên kia, thì vẫn còn lại 3 phòng ngủ rộng cho quý vị. Còn nếu như quý vị mà tầng 1 rộng rãi, quý vị muốn để phòng thờ ở dưới phần tầng 1 thì tận dụng được là 4 phòng ngủ riêng. Cái này thì tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình, tuy nhiên thì Ngọc Ánh chỉ tư vấn theo cái ý kiến cá nhân của mình thôi. Đó. Cửa sổ này, đây là ban công này, bên này là cửa sổ
rất là thoáng. Ba căn nhà xây dựng độc lập, riêng biệt từng căn. Mọi người yên tâm, tầng 3 đây, phòng vệ sinh tầng 3 sử dụng đầy đủ cho quý vị. Công năng gạch 30-60, rất là sạch sẽ, thoáng. Phòng phía bên sau, phòng nào cũng đầy đủ, đáp ứng công năng cho quý vị hợp lý nhé. Cho nên quý vị cứ yên tâm luôn. Có sao thì em review chuẩn chỉnh cho quý vị như vậy. Đường hướng, vị trí. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, cứ liên hệ trực tiếp với Nha Tốt, Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Căn nhà này tương đối là hiếm và với mặt bằng chung giá rất là rẻ. Cho nên quý vị gọi ngay cho Ngọc Ánh để có thể đi xem cũng như là chốt được sớm nhất căn nhà cuối cùng với diện tích rộng này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.